Chào anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, viêm đại tràng co thắt là một trong những tình trạng viêm nhiễm cùng với đó là các vết loét đi kèm. Căn bệnh này không chỉ gây đau đớn mà còn gây rất nhiều khó chịu cho người bệnh. Bên cạnh việc chữa trị bằng Tây y cũng như là bằng kháng sinh liều mạnh thì quý vị cũng nên nhớ chế độ ăn gì, uống gì dành cho người bệnh cũng là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu hiện nay. Và dưới đây sẽ là chế độ ăn dành cho người mắc bệnh viêm đại tràng co thắt. Những loại thực phẩm dành cho người viêm đại tràng. 1. Sữa chua. Sữa chua và các loại thực phẩm lên men khác như tương đậu nành, dưa cải muối có chứa probiotic. Probiotic là những vi khuẩn có lợi trong các loại thực phẩm lên men và sữa chua. Loại vi khuẩn này có lợi rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ăn những loại thực phẩm có chứa vi khuẩn sống và hoạt động như vậy có thể giúp duy trì ở mức độ tối đa các loại vi khuẩn tốt trong đường ruột. Nhưng bạn cũng nên chú ý tới lượng đường trong sữa chua. Sữa chua nguyên chất không đường là lựa chọn tốt nhất cho người bệnh viêm loét đại tràng. Nếu không quen ăn sữa chua không đường, bạn cũng có thể thêm một chút hoa quả hoặc mật ong để dễ ăn hơn. Hai, cá hồi. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Đây là loại axit béo rất tốt cho trí não, tim mạch làn da và đại tràng của bạn. Các loại axit béo cần thiết được cho là có tác dụng làm giảm viêm. Điều đó có nghĩa là ăn cá hồi có thể giúp giữ cân bằng được tình trạng viêm xảy ra trong mỗi đợt viêm loét đại tràng bùng phát. Cá ngừ, quả ốc chó, dầu hạt lanh, dầu đậu nành cũng là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý, cá hồi tuy có thể ăn sống nhưng những người có triệu chứng viêm loét đại tràng thì nên sử dụng cá hồi qua chế biến như hấp, chiên, dìm để tránh đau bụng. 3. Các loại bí Tất cả các loại bí thuộc họ bí bao gồm bí đỏ hồ lô, bí ngô, bí đào đều là những lựa chọn tốt cho sức khỏe. Bí có chứa lượng chất xơ rất cao cũng như nhiều chất chống oxy hóa như beta caroten, vitamin C. Chất xơ giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh các chất chống oxy hóa giúp làm lành các tổn thương do viêm gây ra. 4. Trứng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nạp đủ chất dinh dưỡng khi bị viêm loét đại tràng chảy máu, hãy lựa chọn thực phẩm đơn giản nhất và đa dạng nhất, đó chính là trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt và cũng được dùng nạp khá tốt, kể cả trong khi các cơn viêm loét đại tràng bùng phát. Trứng cũng rất giàu các vitamin nhóm B, là những loại vitamin có khả năng chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng. 5. Quả bơ Bơ là một trong những nguồn cung cấp các chất béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể. Nếu bạn đang bị sụt cân vì bệnh viêm loét đại tràng, thì quả bơ có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể theo cách lành mạnh nhất. Một nghiên cứu năm 2014 chỉ ra rằng trên 85% số người bị viêm ruột cũng bị suy dinh dưỡng và bơ là loại thực phẩm có thể giúp bạn chống lại tình trạng dinh dưỡng kém. 6. Các loại hạt Dầu ô lưu các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân và ốc chó, là nguồn cung cấp các chất béo không bão hòa rất quan trọng và chất lượng. Ăn một ít các loại hạt như bữa ăn nhẹ, làm bánh mì bơ từ các loại hạt hay dùng ngũ cốc ăn sáng với các loại hạt là những lựa chọn không tệ. Chú ý, khi các đợt viêm loét đại tràng đang bùng phát, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại hạt vì hàm lượng chất xơ của các loại hạt này có thể làm triệu chứng của bạn nặng hơn. 7. Thịt nạc bạn cần phải tăng lượng protein nạp vào cơ thể trong và sau các đợt bị viêm vì các chất béo bão hòa có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa nên bạn hãy lựa chọn các loại thịt nạc để có được nguồn cung cấp protein tốt nhất các loại thịt trắng da cầm không có da thịt lợn thăn thịt bò thăn đều là những lựa chọn tốt vì chứa nhiều protein và ít chất béo có hại cho cơ thể vâng nếu như quý vị còn đang băn khoăn về một chế độ ăn phù hợp nhất dành cho người mắc bệnh viêm đại tràng thì những thông tin mà chúng tôi đưa ra trên đây là một trong những gợi ý tốt nhất dành cho quý vị hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại